chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ với bạn chủ đề kỹ năng kiếm tiền phần 3. Như các bạn biết, hiện nay rất nhiều người họ không biết về kỹ năng kiếm tiền. Họ muốn có tiền nhưng mà họ không biết làm cách nào để kiếm được tiền. Và chính bản thân tôi cũng vậy, ngay từ trẻ, từ nhỏ tôi cũng không biết cách nào để kiếm tiền. Người qua quá trình làm ăn, qua quá trình kinh doanh và quá trình hoạt động trong đời sống xã hội và nghiên cứu và kiếm tiền của nhiều người, và bản thân cũng thất bại lên bờ xuống ruộng rất nhiều lần, thì chúng tôi đã đúc kết được một số kinh nghiệm về kỹ năng kiếm tiền. Và nhiều người họ chú trọng kỹ năng về tiết kiệm nhưng họ lại không quan tâm đến kỹ năng kiếm tiền. Điều này là không nên. Kiếm tiền và tiết kiệm và giữ được tiền là những điều chúng ta cần phải làm song song. Về cái kinh nghiệm thứ nhất, là kỹ năng thứ nhất, là các bạn phải thích thú và say mê kiếm tiền dù cực khổ khó khăn. Câu nói của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng: làm sao mà cái người ngủ 12-14 tiếng một ngày có thể cạnh tranh được với người ngủ một ngày 2-4 tiếng? Có nghĩa là gì các bạn? Donald Trump ngủ một ngày 2-4 tiếng mà thôi, nghĩa là ông dành thời gian làm việc có khi 20 tiếng, có khi 22 tiếng, 18 tiếng vân vân. Và trong thời gian làm việc nhiều đó là ông đã tập trung vào kỹ năng kiếm tiền rất nhiều. Vì vậy các bạn hãy nhớ, các bạn muốn có tiền thì các bạn phải chấp nhận cực khổ khó khăn. Vừa qua trên mạng xã hội, vừa qua trên các phương tiện truyền thông, có một hiện tượng người Việt Nam qua bên Campuchia đi theo tiếng gọi việc nhẹ lương cao. Cuối cùng họ vỡ mộng, họ qua đó làm việc như địa ngục trần gian. Họ làm đầu tắt mặt tối, thường xuyên bị đánh đập bởi vì cái từ khóa việc nhẹ lương cao. Các bạn hãy nhớ, kiếm tiền là các bạn phải chịu chấp nhận sự cực khổ, sự gian nan, cay đắng bầm dập và đủ điều. Và có một cái câu nói của một cái doanh nhân nói rằng: đừng làm việc theo cảm hứng, bạn sẽ không đạt được thành tựu nào đáng kể với lối làm việc đó. Hãy luyện cho mình tâm trí mà hiểu rằng đến lúc phải làm việc thì phải làm, bất kể có hứng hay là không. Đó. Và cái kỹ năng thứ hai, bạn luôn luôn nghĩ về cách kiếm tiền. Có nhiều cách. Có người thì họ viết lách, có người thì họ làm giảng viên, có người chạy Honda ôm, có người làm thuê, có người làm thợ hồ, có người làm thợ mộc. Thì với bản thân các bạn, bạn suy nghĩ cách nào đó phù hợp với bản thân bạn để kiếm được tiền, dù tiền nhiều hay ít, nhưng phải có kỹ năng kiếm tiền. Và kỹ năng thứ ba là các bạn muốn giàu có, các bạn muốn kiếm tiền nhiều thì bạn phải có tham vọng lớn, bạn không ngại tuyên bố. Và rất nhiều nhà đào tạo kỹ năng, rất nhiều doanh nhân đào tạo, họ thường dạy cho học viên rằng bạn phải tuyên bố tôi là giàu có, tôi là tỷ phú. Thì mới nghe qua nhiều người họ dè biểu, họ cười, họ chê bai, họ tuyên bố mà có làm được không. Nhưng bạn đâu biết rằng đó là đang vận dụng luật hấp dẫn. Bởi vì khi bạn tuyên bố như thế, bạn phát biểu như thế, thì trong tâm trí bạn bắt buộc phải hành động. Đó là điều đương nhiên. Người ta nói rằng cái gì có trong đầu sẽ có trong tay, gốc rễ tạo ra hoa trái. Vì vậy khi bạn tuyên bố là bạn đã kích thích mọi trí não, mọi tư duy trong cơ thể bạn để đi theo con đường đó. Vì vậy người ta hay dạy trẻ về nói những điều tốt, suy nghĩ những điều tốt, đó là cũng vận dụng của luật hấp dẫn. Kỹ năng thứ tư là chủ động mở rộng cơ hội kiếm tiền. Tiền kiếm tiền chủ động và thụ động. Kiếm tiền chủ động là các bạn làm mỗi ngày 300.000, thì như vậy bạn nào ngày nào bạn không làm thì bạn không có tiền. Còn kiếm tiền thụ động là thí dụ như bạn đầu tư, dù bạn mua một mảnh đất là 2 tỷ, nhưng qua 5 năm, 10 năm nó lên 3 tỷ, 4 tỷ thì gọi là kiếm tiền thụ động. Và kỹ năng thứ năm, trân quý từng đồng tiền kiếm được. Các bạn hãy nhớ điều này, tiền bạc rất khó kiếm. Vì vậy các bạn hãy nhớ luôn luôn quản lý đồng tiền kiếm được của mình, đừng bao giờ xài phung phí. Có câu nói người ta nói rằng việc kiếm tiền bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu. Và kỹ năng thứ sáu, học tập nghiên cứu về tài chính, về kinh doanh, về bán hàng. Bạn muốn kiếm tiền, bạn muốn giữ được tiền và bạn muốn quản lý về chi tiêu và đầu tư tiền, thì các bạn phải học tập, phải nghiên cứu về sách vở, về tài liệu và qua những người thầy của các bạn. Và có câu nói rằng anh Vin Toppler, nhà tương lai học, đã nói người mù chữ của thế kỷ 21 không phải là người không biết đọc, cũng không phải là người không biết viết, đó là người không biết học hỏi, từ chối học hỏi và từ chối học lại. Đó, các bạn thấy quan niệm ngày nay, người mù chữ không phải là người không biết đọc, không biết viết, mà những người từ chối học hỏi hoặc là
tiêu cực với học hỏi. Kỹ năng thứ bảy, bạn phải có công cách thu hút và được người con người nể trọng. Và các bạn có nghĩa là gì? Bạn phải đàng hoàng, bạn phải có sức hấp dẫn, bạn có phải được sự nể trọng người từ ngồi đối diện, từ khách hàng và từ phía đối tác. Và kỹ năng thứ 8, tập trung vào kiếm tiền hơn là tiết kiệm. Các bạn nhớ, nhiều người tối ngày họ chỉ biết tiết kiệm mà thôi, như vậy tiền các bạn sẽ không nhiều, mà các bạn phải tập trung vào kiếm tiền. Và kỹ năng thứ 9 là bắt tiền đẻ ra tiền. Bạn có tiền thì bạn làm sao? Thì bạn gửi ngân hàng, bạn đầu tư vấn đề nào đó, hoặc bạn mua cổ phiếu thì tiền đẻ ra tiền. Và các bạn hãy nhớ, các bạn muốn kiếm tiền thì cái tôi phải nhỏ, sĩ diện phải nhỏ, tự ái phải thấp, thì như thế các bạn mới kiếm được tiền và giữ được tiền. Và kỹ năng thứ 11 là các bạn phải hành động. Bạn có kiến thức đỉnh cao, bạn có tư duy về tài chính thật tốt, bạn có tư duy về kiếm tiền thật cao, thật tốt, nhưng bạn không hành động thì vẫn không có kết quả. Hãy nhớ, chỉ có hành động thì mới tạo ra kết quả. Và tư duy hay gọi là kỹ năng thứ 12, các bạn phải cho đi và gieo trồng may mắn. Thế hệ ngày nay là thế hệ kinh doanh của cái bối công thức cho đi trước khi kinh doanh. Bạn muốn thành công, bạn muốn có tiền thì các bạn phải gieo trồng may mắn, các bạn phải cho đi, các bạn tạo những cơ hội, điều kiện may mắn trong tương lai cho bản thân các bạn. Các bạn hãy nhớ, cho đi là một trong những cách để kiếm tiền trong tương lai rất tuyệt vời. Mà nhiều người đang vấp phải cái nguyên tắc này. Họ gây khó chịu, họ gây đàn áp người khác, họ bắt chẹt người khác, họ gây khó khăn người khác để kiếm tiền. Họ ăn tiền trên những đồng tiền xương máu người khác, ăn tiền trên sự oán hận người khác, thì những đồng tiền nó sẽ không bao giờ bền và mãi mãi không bao giờ giữ được. Đây là những nguyên tắc mà các bạn cần phải lưu ý. Trên đây là 12 kỹ năng kiếm tiền. Nếu bạn thấy video clip này hay, giá trị, các bạn hãy like, comment, đăng ký kênh, bấm vào nút chuông bên dưới của kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Các bạn hãy post lên tường Zalo và Facebook của bạn. Cảm ơn các bạn.